Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015 huyện Cần Giuộc cơ bản hoàn tất. Hiện nay, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện đã chủ động lập kế hoạch ôn tập phụ đạo cho học sinh, đảm bảo thực hiện kế hoạch ôn thi cho học sinh đạt hiệu quả cao. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015, huyện Cần Giuộc có 1.553 thí sinh dự thi tại cụm thi trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điều kiện thuận lợi để thí sinh và phụ huynh an tâm vì địa điểm tương đối thuận lợi. Đã thay đổi cụm thi, thay vì ở Long An thì thi dưới Đồng Tháp, mà nay có thay đổi lên thành phố Hồ Chí Minh thi trên trường Tô Đức Thắng. Em rất là phấn khởi khi con em được thi ở chẳng là điều kiện thuận lợi, em rất là mừng. Công tác tư vấn hỗ trợ thí sinh trong việc chọn môn thi, ngành nghề đã và đang được thực hiện tốt. Các trường cơ bản hoàn tất các bước thu nhận hồ sơ, kiểm tra chéo giữa các trường và có kế hoạch hỗ trợ tiếp sức, tạo điều kiện ăn ở cho thí sinh, đặc biệt là những thí sinh gia đình chính sách, gia đình nghèo khó khăn, cho thí sinh đến các điểm thi an toàn. Đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Và hiện nay thì nhà trường đang cho thu hồ sơ đăng ký dự thi, tất cả đã hoàn thành và nhà trường cũng đã nhập xong dữ liệu. Hiện nay thì trường đang cung cấp mã số cho thí sinh dò lại hồ sơ của mình. Về phía nhà trường thì cũng đã có kế hoạch để hỗ trợ cho các em dự thi. Theo cái thông tin của Bộ thì trường Trung học phổ thông Cần Giuộc sẽ thi ở cái cụm thi trường Đại học Tôn Đức Thắng. Và đó là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho thí sinh trường Cần Giuộc. Thì hiện nay nhà trường cũng đã có kế hoạch hỗ trợ học sinh đi thi và sẽ cố gắng giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn khi mà đi thi. Thì tất cả đã sẵn sàng cho mùa thi năm 2015. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường, sự động viên từ phía gia đình và việc chủ động của mình, học sinh huyện Cần Giuộc sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi chung quốc gia năm nay.